về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào các con, ngày hôm nay cô rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với các con để hướng dẫn các con thực hành vẽ hình chữ nhật. Ở những buổi học trước, chúng mình đã được thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Và ngày hôm nay thì vận dụng cách vẽ hai đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng song song thì chúng mình sẽ vẽ hình chữ nhật. Và bây giờ thì cô mời các con sẽ đến với bài tập số 1. Bài tập số 1 có nội dung như sau. Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Đó là yêu cầu của phần A. Phần B đó là tính chu vi hình chữ nhật đó. Vậy thì bây giờ cô và con sẽ cùng bắt tay thực hiện. Phần A đó là vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm đúng không ạ? Thì trước tiên cô sẽ vẽ một đoạn thẳng dài 5cm, đó chính là chiều dài ạ. Các con nhớ vẽ cho cẩn thận. Đây chính là chiều dài. Được chưa ạ? Tiếp theo, để vẽ được chiều rộng thì cô sẽ cần phải sử dụng đến eke. Và ở đây thì cô sẽ dùng eke để xác định tạo góc vuông ạ. Để xác định được đúng chiều rộng vuông góc thì cô sẽ đặt một cạnh góc vuông của eke trùng khít với chiều dài mà cô vừa vẽ, sau đó cô kéo dài cái đoạn thẳng đó, được chưa ạ? Tuy nhiên thì các con chú ý đó là chiều rộng chỉ có độ dài là 3cm, bởi vậy mà cô sẽ di để cho vạch số 0 của eke của chúng mình trùng khít với chiều dài. Để chúng mình đo độ dài chiều rộng cho chính xác. Và cô sẽ đánh dấu ở điểm chỉ 3cm ở đây ạ. Được chưa ạ? Đây chính là điểm kết thúc chiều rộng. Sau đó cô sẽ tẩy bỏ đi phần mà cô đã kẻ quá. Được chưa ạ? Tiếp theo thì cô tiếp tục dùng eke để vẽ tiếp chiều dài. Tiếp theo bằng cách đó là chiều dài thì cũng... Chiều dài thứ hai thì sẽ vuông góc với chiều rộng mà cô vừa vẽ. Các bạn cũng sử dụng eke ạ, được chưa? Và cô xác định chiều dài. Cô vạch một đường thẳng để tạo ra đường thẳng vuông góc với chiều rộng mà mình vừa vẽ, được chưa ạ? Sau đó cô cũng dùng thước để đo độ dài đúng bằng 5cm ạ. Đến đây thì chúng mình đã xác định được độ dài bằng 5cm là ở đây đúng không ạ? Sau đó thì chúng mình sẽ nối hai đầu của hai chiều dài này lại với nhau để được một chiều rộng thứ hai ạ. Phần thừa ra thì chúng mình sẽ dùng tẩy để tẩy bỏ. Như vậy là chúng mình đã vẽ được hình chữ nhật có chiều dài bằng 5cm và chiều rộng bằng 3cm. Và cô sẽ chú thích lên hình ạ. Chú thích lên hình độ dài. Ở đây sẽ là 5cm. Và ở đây sẽ là 3cm. Bây giờ chúng mình sẽ bắt tay vào tính chu vi ạ. Chu vi của hình chữ nhật là cô lấy 5 + 3, để trong ngoặc tất cả nhân với 2 thì chúng mình có đó là gì ạ? 5 + 3 = 8, 8 × 2 thì bằng 16, vậy kết quả bằng 16cm. Sau đó chúng mình đáp số ạ. Đáp số 16cm. Đó là yêu cầu của bài tập số 1. Bây giờ thì cô mời các con chuyển sang bài tập số 2.
Bài tập số 2 có nội dung như sau. Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB bằng 4cm, chiều rộng BC bằng 3cm. Và phần B, trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn thẳng AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình chữ nhật. Hãy thử dùng thước có vạch chia cm để kiểm tra xem độ dài hai đường chéo AC và BD có bằng nhau hay không. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau giải quyết từng phần. Phần A đó là vẽ hình chữ nhật ABCD. Thì tương tự như bài tập số 1, để vẽ được hình chữ nhật, cô cũng sẽ vẽ một đoạn thẳng dài 4cm, đó là chiều dài ạ. Tương tự như vậy thì cô cũng sẽ dùng eke để vẽ chiều rộng. Cô dùng eke để xác định góc vuông. Được chưa ạ? Sau đó cô di vạch số 0 đến để xác định đúng được độ dài của chiều rộng, đó là bằng 3cm. Tương tự như thế, cô tiếp tục vẽ thêm một chiều dài nữa. Cô cũng dùng eke để xác định góc vuông ạ. Và cô cũng sẽ vẽ một chiều dài bằng 4cm. Trùng khớp với đường, với một đoạn thẳng mà cô vừa vẽ đấy ạ. Sau đó thì chúng ta nối hai đầu của hai đoạn thẳng này với nhau. Là chúng mình có một hình chữ nhật ABCD. AB bằng 4cm. BC thì bằng 3cm ạ. Sau đó thì cô sẽ vẽ hai đường chéo, đó là AC và BD. Sau đó cô sẽ dùng thước để kiểm tra xem độ dài của hai đường chéo này có bằng nhau hay không. Đường chéo AC có độ dài bằng 5cm. Đường chéo BD có độ dài cũng bằng 5cm, được chưa ạ? Như vậy hai đường chéo này có độ dài bằng nhau. Chúng mình viết câu kết luận ạ. Hai đường chéo của hình chữ nhật A, B, C, D có độ dài bằng nhau. Như vậy rất là đơn giản, cô và các con đã vừa thực hiện xong hai bài tập của bài thực hành vẽ hình chữ nhật và cô tin chắc chắn rằng các bạn nhỏ của cô sẽ đã biết cách vẽ hình chữ nhật rồi đúng không nào? Còn bây giờ thì xin chào các con, hẹn gặp lại các con trong những buổi học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.